Shopping ảo.vn, Acliquen giá rẻ, chất lượng uy tín tự động. Đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi. Uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động. Chỉ có tại Shopping ảo.vn. Shopping ảo.vn. Ok, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm cái clip này về việc đứng Cali. Đây là một cái con tường pháp sư mà mình thấy khá nhiều anh em đã comment nhu cầu của mình cũng là khá lâu rồi. Cái clip trước thì mình có làm cái clip về việc đứng sóc cơ và mình thấy các bạn chơi Cali nó cũng hơi bị khó chịu một chút, đâm ra trận này mình quyết định làm clip về vị tướng Cali. Mong anh em xem clip của mình, cho mình một like và lấy tinh thần và động lực. Bình tĩnh. Trời, làm gì căng thế, mới vô mà. Trời ơi, nó ra nó đá đồng đội mình các bạn ạ. Cái thằng da này làm gì mà tốc biến dữ thì thần. Ai làm gì đâu mà. Ui da, đậu xanh mình ném nó đá luôn đấy. Thôi em té luôn đây. Đau. Chứ cái thằng ra này nó đang đau vãi nhái các bạn ạ. Nó cứ ra trúng một cái là thốn vãi trưởng ra. Cali này chiêu cuối của nó bây giờ nó thật sự là rất là thấm các bạn. Nó thấm hơn ngày xưa rất là nhiều. Nếu như mà tem mình phế, đây sẽ là một cái nhân tố bí ẩn có thể gánh tem, có thể giúp cho đồng đội mình nó lật kèo. Thực sự là rất lợi hại luôn. Còn nếu như mà tem mình nó thắng ấy, thì đây sẽ là Cali sẽ là một cái con tướng pháp sư gây áp lực cực kỳ lớn, khiến cho team bạn rất là khó có thể thủ trụ được. Đó. Bởi vậy đâm ra, nhưng mà con này nó có cái điểm yếu, đó chính là nó thiếu cái sự cơ động các bạn ạ. Anh em chơi con tướng này phải thực sự là năng động. Có nghĩa là mình phải tính toán di chuyển lên xuống tèn 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 tèn. Mình thì mình kiểu tư duy nó hơi chậm chạp chút, đâm ra không có được cái tư duy sáng sủa giống như nhiều bạn. Ui dồi ôi. Ui ngon. Chiến công đầu. Trời thơm quá, thơm quá. Anh ở đâu? Mình phải di chuyển sao cho nó hợp lý các bạn ạ. Di chuyển con này nó không phải là dạng vừa đâu. Tại vì cái chiêu cuối của nó bắn khó lắm, nó không dễ dàng như giống như những con tướng pháp sư khác đâu các bạn. Chiêu cuối của con Cali này là phải mình phải ke làm sao cho nó ấy cơ. Mình phải căn làm sao cho nó thật sự là phải chuẩn xác này. Cái thứ hai là mình phải đoán được tem bạn nó chạy hướng nào để mình bắn nó cơ. Đấy, nó khó à, khó cái điểm đấy các bạn. Đôi lúc nó hay kiểu như là nó chạy một hàng ngang đúng không? Mình cũng chạy theo cho nó đúng không? Xong nó bất ngờ nó quay ngược lại một cái. Đó là mất cái chiêu cuối, mình bắn được có vài cái viên đạn vào người thôi. Đâm ra thì cũng khó lắm. Mình chơi con này ít các bạn. Thật sự là ít chơi. Nó xù bắn kìa. Trời ơi. Ủa mà tính ra bây giờ hình như là Cali nó bắn 4 đạn nhỉ. Đúng không các bạn? Chiêu cuối nó bắn 4 viên nhỉ. Đúng không? Ngày xưa bắn có 3 viên à. À. Bảo sao nó thấm vãi trưởng cái chiêu cuối của nó. Nào vô đây, vô đây. Vô đây. Vô đây. Vô đây. Vô đây. Từ từ nha, từ từ nha. Bắn luôn anh em ơi. Vô 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 kèo, vô kèo anh em ơi. Bằng quá đau 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 đau. Đau à? Hey, trời ơi, support lại bỏ AD lại hả? Thế là cứ để cho mình hoặc là AD chứ. Sao bạn support này bạn ăn vậy hả bạn chứ? Bạn kỳ thật chứ? Ui, kỳ ghê luôn á. Nè. Cái thanh niên ra nó lại xuống dưới rồi. Mình lại phải chạy xuống dưới luôn đấy các bạn. Chứng bởi 3, 2, 1, bắn. Xong rồi, xong tôi rồi, xong tôi rồi man ơi. Xong tôi rồi man ơi. Ai ôi đau quá trời luôn, thốn quá trời luôn, rỡ mồm luôn. Con kêu cross nó dã cho thế thì còn gì nữa đâu mà khóc với dầu hả ba các bạn. Nó dã cho tôi còn gì nữa đâu mà khóc với dầu, đông quá trời đông luôn. Đầu tiên thì mình sẽ lên cho nó cái phượng hoàng lệ, xong rồi lên cho nó dày. Dày xong rồi bây giờ mình sẽ lên cho nó cái chữ bùng nổ các bạn. Nổ tách 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 đồ chơi, phê pha đồ ha. Trời 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 trời. Cái gì đây? Trời mấy thanh niên này. Chơi gì kỳ vậy? Băng chủ đập người ta vậy? Trời ơi. Tem bạn cầm van heo đi top thôi mà mấy anh mấy chị làm gì căng dữ. Đâu rồi, đâu rồi? Cho em bắn được chơi được không?
ai ạ, ba 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 ba. Bắn chú cuối của nó sướng nhê. Mà chú cuối nó lại hồi nhanh đấy các bạn, nó không có hồi lâu đâu, có mười mấy giây hồi rồi. Bắn nó đã sướng rồi, nó còn hồi nhanh này, nó khỏe. Yo yo bay vô đây, bay vô đây, bay 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 vô đây. Vô kèo anh em ơi. Chạy thôi. Chạy thôi, chạy thôi. Lính của mình đâu hết trơn rồi, ông nào cũng ăn hết trơn lính rồi, không có con lính nào ăn hết trơn. Buồn quá, buồn rồi, tất tiền quá, có 29 tiền à. Cũng may ra tem bạn nó cũng bằng tiền của mình. Các bạn hay bảo mình là sao mình tát cái thông tin tiền lên nhiều quá. Đậu xanh này, van heo này, van heo, van heo, van heo này. Ui giời, nó ném mất cái chú cuối mình rồi. Tại vì mình muốn kiểm soát tiền đấy các bạn. Mình muốn xem là đối phương bao nhiêu tiền, mình bao nhiêu tiền rồi. Ai tem bạn xanh rồi, ai tem bạn phế. Thì để mà mình còn biết cách mà đối phó ấy. Nếu như mà ví dụ như là, nói chung là mình phải kiểm soát liên tục ấy. Cứ mình xem tem mình có nhiều tiền không này, ai tem mình nhiều tiền nhất này, rồi tem bạn ai nhiều tiền nhất này. Nói chung là mình phải tap liên tục lên để mình xem thông số ấy các bạn. Thật sự là mình cũng thấy nó không quá nhiều, nó cũng gọi là hơi nhiều xíu thôi. Đâm ra mình thấy nhiều bạn kêu là làm thế xem nhức mắt. Chắc là do mình chơi quen rồi, đâm ra mình thấy nó bình thường. Nhiều bạn mà kiểu đánh ấy, mình thấy đa số mấy bạn nào rank cao, mấy bạn toàn phải tap liên tục như vậy để xem không ạ. Thời tôi tới ở đây chứ đâu. Ai ở đâu? Trời đầu xanh. Vãi nhái. Vãi nhái. Eo su bánh ghê à. Nãy giờ không ăn được kill nào luôn, buồn quá, trời buồn lắm mấy anh ơi. Tên 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 tên. Sau khi mà mình đọc bình luận thì mình cũng đã hạn chế tap lên rồi. Đôi lúc mình hay tap nhiều quá anh em nhìn hoa mắt, đâm ra bây giờ mình cũng hạn chế bớt đi chút. Nhưng mà vẫn phải tap liên tục để mà mình còn kiểm soát xem tem bạn ai nhiều tiền, ai ít tiền. Rồi tem bạn lên những cái đồ như thế nào nữa. Thứ nhất là xem tiền, thứ hai là xem tem bạn nó lên những trang bị gì, như nào, mình còn phải lên trang bị để mà khắc chế tụi nó nữa. Hoặc là thế này thế kia nữa. Nói chung là nhiều ấy lắm. Nhiều thứ xem lắm. Nhưng mà đa số là tiền với cả đồ thôi các bạn. Bắn đi, bắn đi. Vô đây. Nó phá mắt rồi à? Eo su cắm mắt ở trong cái bụi này nè. Ở đường giữa cắm chi? Cắm mắt ở cái bụi cho mình xem tem nó ganh hay không, mình cũng biết đường chứ. Ông cắm ở đường giữa thì có lính rồi, cần gì người. Cần gì soi lỡ, tại vì cắm ở trong cái bụi ấy các bạn. Mình leo ngoeo ra ngoài này. Rồi xong rồi. Ý cha. Đầu. Trời ơi, teo lát teo mạng phải lấy đầu lắm luôn đấy. Nó thấm lắm á các bạn. Chiêu cuối của Kali là dính tầm 3-4 viên đạn thôi là muốn cảm giác muốn le lưỡi rồi đó. Khiếp luôn. 1-2-3 đồng. Trời ơi, đấm phát đau dữ vậy. Ui, đau dữ vậy. Ui, trời ơi, thiếu tầm, không là teo nát phải đấy à. Quéo càng cua rồi. Thu tiền văn heo hả. Rồi ôi, trời ơi, Kali, à đâu. Châu Nai tên mình nó bật chú cuối, ngon quá. Rồi, bị teo nát nó bắn chết ngắc rồi. Ra đây. Này thì ra đây này. Trời ơi ngũ khí. Trời ơi ngũ khí. Quá xá đã vậy. Ăn mạng dữ vậy thím khỉ. Hình như là qua đã kêu luôn á. Chết vô rồi. Cộng thêm tao. Ừ đúng rồi, qua đã kêu luôn kìa. Ngon. Mình qua được bạn nào đâu. Toàn hỗ trợ. Buồn quá tôi ơi.
Giờ mình lên cái buông miệng xong rồi, giờ mình sẽ lên cho nó cái quyền trượng. Ủa mà không được, các bạn có Q Cross. Thôi, lên sách chi hồn đi. Các bạn nó có Q Cross, mình phải lên sách chi hồn chứ không nó hồi máu nhiều lắm. Sách chi hồn xong rồi lên cho nó cái xuyên giáp phép nữa là ok. Tính ra thì Kali nó là một cái con tướng pháp sư, nó khá là khó chịu các bạn, nhưng mà nó lại thiếu sự cơ động. Pew! Trời ơi má ơi, tôi túc biến mà gì kỳ trời, mình tưởng nó không có cái chiêu chạy. Ở túc biến cuối cùng cái kết láng xẹt mất tiêu luôn, mất túc biến không được cái gì luôn, chán quá chán quá, khó chịu lắm. Nhưng mà cái sự cơ động của nó không có, đâm ra nó rất là dễ bị bắt. Ví dụ như kiểu có đó em bạn nó bật chiêu cuối cái nó bật thêm chiêu một nó bay vào nó vã rồi mấy cái thì chạy không nổi luôn, không có cái tốc biến để xài, nếu không có tốc biến là coi như là toang. Nhìn cái đạn của con này nhìn nó ghê nhở, nhìn đạn của Kali này nhìn nó nhiều vãi à luôn ấy. Ai à ulti à, ê tem người ta có châu na mà ông ulti như đúng rồi vậy ông. Vãi trưởng, ulti chi vậy? Châu Na nó khó chịu lắm. Châu Na nó chỉ không giải được khống chế của Omen này, Aleister này, rồi Arum này. Đó là nó không giải được thôi. Còn mấy cái khác choáng như Gindu hay là Crack này kia thì nó gọi là VIP luôn, ngon lành canh đào luôn. Gindu với Crack ấy khỏi cần lên giải khống chế luôn các bạn. Rồi bắn. Trời ơi, cứ lặng quá lặng lái hoài, chúng được có mấy viên bỏ xít. Chán gì? Cho bắn chung gì coi. Đây, Van Heo đây rồi. Van Heo đây rồi. Ai đau quá. Mười giây nữa. Bé ra kìa. Bé ra thì tâm mình đuổi kìa, sắp mặt kìa. Chết ngắc luôn. Đây là trang phục hoàng khăn đỏ của cô bé nha các bạn. Thật ra chơi những con tướng như thế này mình thấy nó hơi bị chán chán. Mình thích chơi những con tướng nào mà ăn mạng nó đá chút nó phê. Chứ con này toàn hỗ trợ không các bạn thấy không? 118 kìa. Mà khi mà mình hỗ trợ mà mình không ăn được mạng ấy, thì người ta sẽ kêu mình gà các thứ kiểu là điều rồi chửi để đánh ngu cái thứ. Quá trời quá đất. Ủa bắn bạc đau quá trời đau luôn. Rồi kêu có rót kìa. Hello kêu có rót nha. Bắn nó đi bạn. Đúng rồi bắn nó đi rồi. Ôi bạn mà bắn nó đi chứ. Bạn để nó vã mình cái mình chết ngắc ở đây sao? Mình ăn vạ luôn đây, mình nằm mình liệt luôn người ở đây đây. Nhờn đâu nha. Nhân chơi là không được mưa rơi nha. Quá trời luôn. Quá trời quá đất luôn. Đây thì teo anát này trúng chưa? Còn nhiều máu lắm. Ôi châu na máu thế. Và châu na này bạn hơi bị chất lượng đấy nha. Đây. Trời ơi. Cuối cùng thì tôi cũng ăn được cái mảng thứ hai rồi kìa các bạn. Trời ơi quá xá vui luôn. Không có ai trúng hết chưa. Ôi. Đây. Băng. Vô kèo. Bụp chiêu bùm. Đây, nó đi nó phá mắt các bạn ạ. Thanh niên đi phá mắt. Pèo. Tung băng bắn liên tục các bạn nhỉ. Con thể cái chiêu cuối nó bắn quá thì bắn luôn. Nè, bắn xong cái là còn có 12 giây. 12 giây xong, 12 giây sau lại bắn nữa. Bởi vậy nó khó chịu ở cái mức độ đó các bạn. Giờ mình sẽ lên cho chịu hỗn mang này, xuyên giáp này. Thế là xong rồi các bạn. Không có cần lên trang bị gì cầu kỳ cho nó VIP thêm đâu. Bắn quá trời bắn nè các cậu ơi. Bắn đi đừng ngại ngùng. Hello papi. Rồi xong bé ơi. Bé. Bé su chạy không kịp biển quýnh cho phèo rồi.
Tên bên kia nó cũng cố thủ quá ta. Nhưng mà cố thủ không được đâu. Có Teoanat nó cố thủ vậy á. Nhưng mà cố thủ sao nổi. Con Kali nó ép trụ ghê lắm. Khó chịu ấy các bạn. Này nó có quăng cái chiêu 1 một cái này. Nó ơi Hinu theo bạn bị mình bắn chiêu. Quăng cái chiêu 1 có một chút xíu thôi mà muốn toang hoang rồi. Con này thì mình cứ lạng qua lạng lại, lạng qua lạng lại cái này thôi. Đấy nó cũng đơn giản. Chiêu cuối các bạn cứ bay qua lạng qua lạng lại, lạng qua lạng lại. Dúng được cái đạn nào thì dúng thôi. Còn không trúng thì thôi. Tư từ người ta cũng đứng nhìn ra di chuyển mà các bạn. Chứ họ đâu có đứng im một chỗ cho mình bắn chiêu cuối đâu. Ấy. Bắn nè né đi. Bằng. Bùm. Ấy. Yo. Ầm. Ấy. Yo. Ui dồi ôi. Bán này đi, lên cho nó cái quả cầu băng xương. Đó. Gặp nguy hiểm một cái là quất quả cầu băng xương liền. Hiện tại thì tem bạn đã mất trụ đường giữa rồi các bạn ạ. Chiu. Quá ngon luôn. Treo nó tem bạn đỡ không nổi luôn các bạn. Phê. Quá là phê luôn. Đấm đi nào. Đấm đi, đừng ngại ngùng. Đấm đi bằng chiu. Vô kèo. Lên luôn anh em ơi. Qua cha. Phê vậy. Ui dồi ôi. Được 3 kill rồi các bạn. Thêm kill nữa nào. Yeah, 4 kill. Rồi xong, win luôn. Chơi con này hơi chán các bạn. Nó không cứ bắn hoài, không có cái gì hết trơn. Không có cần kỹ năng nhiều lắm. Thôi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Nếu mà thấy hay thì cho một like nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bye bye.